Ông Cao ở chung cư Vision, quận Bình Tân. Tranh thủ sau giờ làm, ông tìm đến trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh để mua thiết bị cứu hộ phòng cháy chữa cháy. Trước mắt là mua cái này để chống ngạt, để an toàn, vì hiện tại đang ở cùng với bà xã nên mua hai cái trước. Rồi nhưng nếu có điều kiện sẽ mua thêm cái bình chữa lửa nhỏ mà đi xịt vô trong người đó mà để thoát ra khỏi những cái đám nóng á. Còn chị Hồng ở chung cư Bình Khánh, quận 2, vốn ở trong khu tái định cư, tòa nhà chị ở từng xảy ra hai vụ cháy nên tranh thủ giờ làm, chị cũng chạy đi mua những thiết bị phòng chống cháy nổ và thiết bị cứu hộ. Mặt nạ chống độc nè, rồi còi báo hú nè. Thứ nhất là mình cảnh báo cho mình, hoặc là khi mình bấm cái còi đó thì cũng đã báo động được cho những cái người dân lân cận mình rồi. Khi mà có khói á, thì chưa chắc gì mình đã can đảm mình có thể bịt cái đó mình chạy ra. Nhưng mà nếu mà dây á, thì nó sẽ rất là an toàn. Tại vì lúc đó dây thì nó sẽ thả xuống là nó mang mình tới ở dưới đất luôn. Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy ở chung cư Carina, trong 4 ngày qua, sức mua các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và đồ cứu hộ tăng đột biến. Về cái sức mua, về cái thiết bị tăng lên nó khoảng 300%. Tức là về cái lượng người đến là liên tục. Như chị thấy là từ sáng là mở cửa từ 7:30 và đến giờ là hơn 5 giờ rồi là khách hàng vẫn còn. Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện đã phối hợp nhiều chung cư trên địa bàn tổ chức kiểm tra cho vận hành hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các chung cư và nhà cao tầng, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho các hộ dân. Sau khi hướng dẫn bằng lý thuyết xong, chúng tôi sẽ bố trí một số cái kỹ năng thực hành để cho các hộ dân sự tập luyện thử. Ví dụ như tư thế hạ thấp người để thoát nạn khi có khói, hoặc là sử dụng dây hạ chậm để đu ở khoảng tầng 4, tầng 5. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, dù được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, nhưng ý thức của người dân về phòng chống cháy nổ cho gia đình và cộng đồng ở các chung cư cao tầng vẫn là quan trọng nhất.